Xin chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của quý nha. Thì hôm nay em quý muốn chia sẻ với cô chú anh chị là một cái thiết bị rất là nhỏ gọn, chỉ vài trăm ngàn thôi, nhưng mà nó cần thiết trên xe ô tô cho mọi người. Thì đây cô chú anh chị, cái thiết bị này á, nếu mà mình đi đường xa mình thấy nó rất là tiện dụng nha cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em quý cũng mới mua về, cho nên quý muốn đập hộp cùng test với cô chú anh chị luôn nha. Rồi mình sẽ ngồi xuống đây, mình sẽ chia sẻ cái món đồ này với cô chú anh chị ha. Đây mọi người, đây là cái món đồ mà quý muốn chia sẻ với cô chú anh chị là mình không thể thiếu khi mình đi xe ô tô của chú anh chị. Thì đây là cái máy bơm của chú anh chị, máy bơm xe ô tô cho mọi người. Thì cái thiết bị này quý thấy rất là tiện dụng và rất là cần thiết khi mình đi trên cái đoạn đường vắng, đặc biệt là mình đi cái đêm mọi người. Ví dụ xe của mình khi mà đi trên đường vắng mà nó bị xịt máy ha mọi người ha, thì quý nghĩ là thay vì mình hạ bánh xe cua xuống hay là mình thay cái bánh xe của mình thì nó rất là rườm rà của chú chị, nó rất là cực ha. Thì cái thiết bị này nó sẽ giúp hữu ích cho mình nha mọi người. Có thể là mình bơm bánh xe lên và sau đó là mình chạy đến một đoạn đường cũng khá là dài để có thể là mình tìm cái chỗ mình quá xe ha mọi người ha, không cần phải kêu cứu hộ của chú chị. Và thêm đây nữa mọi người, đây nữa là quý có mua thêm là 10 con vít, năm lớn năm nhỏ, vít mà nó có caramel bên gần cho mọi người xem này. Đây là 10 con vít mà mình đặt mua trên mạng của chú anh chị, đó là 10 con vít lớn, 10 con vít nhỏ, là khi mà mình xe mình mà nó bị lủng của chú anh chị là quý sẽ dùng con vít này ha mọi người ha. Quý sẽ vặn vào cái vết lủng đó, sau đó là mình sẽ dùng cái máy bơm này cô chú chị. Đây mọi người, đây là máy bơm 60X của Toyota nè mọi người, là mình sẽ bơm lên. Có thể là nếu mà ok thì mình sẽ đi một thời gian cũng khá là dài mọi người, còn nếu mà không ok thì có thể là mình đi tạm thời cũng được, mình sẽ đến cái nơi gần nhất để mình vá cô chú chị ha, giúp mình hữu ích mình đi trong một thời gian ngắn. Ok mọi người, thì giờ quý sẽ mở cái máy này ra cho mọi người xem nha. Thì cái máy này mình quý cũng mới mua về thôi, quý sẽ test và quý sẽ dùng thử nha mọi người. Quý khuyên là cô chú anh chị nào đi xe ô tô, đặc biệt là những anh em nào mà đi taxi hoặc là tài xế xe du lịch đó mọi người, thì mình nên mua cái thiết bị này cho mọi người. À, đây là cái tẩu thuốc mà để cấm xe ô tô nè mọi người, còn đây là cái vòi để mình có thể là mình gắn vào cái lớp xe bánh xe của mình để mình bơm đó cô chú anh chị. Thiết kế cũng khá là gọn gàng mà nhìn cũng chắc chắn đó cô chú chị ha. Thì nói chung là quý cũng nghiên cứu về cái thiết bị này nhiều lắm đó cô chú anh chị, nhưng mà mình thấy là trên mạng mấy anh em tài xế cũng như là nhiều cô chú anh chị đang xài cái thiết bị này, đó là của hãng Toyota nha mọi người, chỉ vài trăm nghìn thôi cô chú anh chị, nhưng mà nó sẽ hữu ích mình cũng những cái đoạn đường vắng nó đỡ cực hơn cô chú chị ơi. Rồi đây nha, rồi mình xem trong đây thì nó có gì nào cô chú anh chị. Caramel quay gần cho mọi người xem nè. À đây là cái bộ để mà hỗ trợ giá nó cô chú anh chị. Đây là bộ hỗ trợ giá cũng như là cái giống như là một cái cầu chì á. Đây là hỗ trợ giá nè, còn đây là một cái cầu chì nè mọi người. Cái cầu chì để mình có thể là si cua cái cầu chì trong đây ha cô chú anh chị ha. Họ tặng kèm cho mọi người. Rồi. Còn trong đây quý thấy có một cái phiếu gì đây, chắc là phiếu bảo hành nha mọi người. À đây là thẻ bảo hành nè cô chú anh chị, cũng có thẻ bảo hành luôn ha. Địa chỉ Zalo này kia bài bản này cô chú anh chị. Đây là một số thông tin để mình được đủ điều kiện bảo hành của chú anh chị ha. Rồi. Rồi giờ thì quý sĩ đem thiết bị này tới, quý sĩ test cho mọi người xem luôn nha, để xem là nó có bơm được hay không và cũng như là xài như thế nào, thì quý sĩ chia sẻ với cô chú anh chị ha. Rồi giờ thì mình sẽ mở cửa ô tô ra và sau đó mình sẽ test thử luôn nha cô chú anh chị. Dây cắm tẩu thuốc nó dài chắc cũng khoảng tầm gần 4 mét nè mọi người, có thể là dài ha, mình cắm thoải mái để bơm bánh sau vẫn được luôn. Bánh trước thì gần rồi nhưng bánh sau vẫn ok luôn nha cô chú anh chị ha. Đây là mọi người xem nè, quay gần mọi người xem nè, đó dây rất là dài luôn nha. Giờ thì quý sẽ cắm vào cái tẩu thuốc nha cô chú anh chị. Giờ thì quý sẽ đề xe trước nha, sau đó quý sẽ cắm vào cái tẩu thuốc cho mọi người xem nha.
Cảm ơn quay gần để quý mọi người xem là quý cắm tổ thuốc trên xe là ô tô rồi mọi người. À, cắm vào đây nha. Đây là tổ thuốc xe ô tô của quý là nó nằm bên đây. Đó. Rồi, khi mình cắm vào tổ thuốc á, mọi người thấy nè, là bắt đầu nó có sáng đèn của chú chị ha. Cái này á nó rất là hay nha. Để quý cắm cho mọi người xem nó hay hay chỗ nào nha, bởi vì á, nó thay vào áp suất lốp luôn mọi người. Khi mà mình gắn vào cái bánh xe của mình á, nó sẽ hiện lên là số ký bánh xe mình hiện tại là bao nhiêu ký luôn nha cô chú chị ha. Giờ mình gắn vào bánh xe sao cho cô chú chị xem nha. Đây, thiết bị rất là nhỏ gọn của chú chị. Cái xe mở cái vòi của kim của bánh xe sao nè, để xem thử là xe sao của quý là nó còn bao nhiêu ký nha cô chú chị ha. À, trước khi quý test thử bánh xe là bao nhiêu ký thì quý sẽ quay cho mọi người xem là thông thường á là trên cái mỗi chiếc xe á, ngay cánh cửa của chú anh chị là nó sẽ có cái thông số là bánh trước có nhiêu ký, bánh sau nhiêu ký mọi người. Đây nè, camera qua cho mọi người xem nè. Đây mọi người, đây thông số trên xe của quý ha. Đây là Toyota Avanza 7 chỗ nè. Nếu mà không có hành khách, không có chở vật gì thì bánh trước sẽ là 2,3 ha mọi người ha. Còn đây là sẽ là 2,2 bánh sau nè mọi người. Còn nếu mà mình chở hành khách thì mình nên cân bánh sau là 2,3 nha mọi người nha. Bởi vì bánh trước nếu mà không có chở hành khách á là cái độ máy này kiểu nặng hơn, là mình nên cân là mình bơm là 2,3. Còn nếu bánh sau và có chở hành khách thì mình cũng nên cân 2,3 nha mọi người. Tốt nhất bây giờ quý thấy là mình nên cân 2,3 đi. Chiếc sau nên cân 2,3 là ok á mọi người ha. Rồi. Giờ thì quý sẽ đi vào bên đây, quý sẽ test thử là bánh sau của quý là còn bao nhiêu ký nha mọi người. Cái thiết bị này nó hay một cái á, là nó có thể đo được cho mình là cái áp suất lốp của mình hiện tại là còn bao nhiêu ký luôn cô chú anh chị. Đó, giờ quý sẽ gắn vào, quý sẽ quay cho mọi người xem nha. Cái này là nó bằng vòi dặn nha mọi người, rất tiện nha. Mình cứ đút vào mình dặn thì ok thôi. Quý test cho mọi người xem luôn nè. Đó, để ngay ngắn mọi người ha. Mình cứ dặn bình thường thôi cô chú anh chị. À, mọi người xem nè, nghe nè. Camera đưa gần nghe tiếng xì, khi mình gắn vào nó sẽ xì nè. Đó, là nó đang vào đó cô chú chị. Đó, mình dặn tiếp nó sẽ hết xì ha. Thiết bị này có thể giúp hữu ích mình rất là nhiều cô chú chị ha. Thay vì mình nâng bánh xe, mình nâng xe cái gầm cao lên, sau đó mình lấy bánh xe này ra, rồi sau đó là mình dùng cái bánh xe cua vào, thì thời gian nó rất là lâu mà rất là cực ha cô chú chị ha. Thì cái thiết bị này rất là nhanh cô chú chị, mình có thể là mình cắm vào như thế này, bấm bơm ok không mọi người. À, đây cô chú chị, đó, nó có thể đo được cái áp suất lốp của quý là hiện tại là còn 2,4 mọi người ha. Nếu mà 2,4 thì mình là đủ số ký rồi cô chú chị, có thể là hơn luôn, mình không nên đo nữa, mình không nên bơm nữa cô chú chị ha. Giờ quý sẽ xì bánh xe của quý cho còn 2,2, sau đó là quý sẽ bơm lên 2,3 ha cô chú chị ha, để xem thử là cái tốc độ bơm nó như thế nào ha mọi người. Rồi, giờ thì quý sẽ xì bánh xe của quý đi, cho nó còn 2,2 đi của chú chị ha. À, xì bánh xe thì mọi người chỉ cần là vặn cái vòi này ra, vặn cái vòng xoay này ra cho nó xì ra, nó sẽ xuống rồi của chú chị. À, mọi người thấy ha. À, 2,25 nè. 2,2 nè. Quý cho 2,1 luôn nha, quý xì 2,1 luôn cho bơm cho mọi người thử nghiệm luôn nha. 2,15 nè. Hai cái mốt à, rồi giờ quý sẽ vặn lại nha. Ấy, 2,1 thì mình vặn lại nó lên 2,15 nè mọi người. Giờ thì quý sẽ tăng lên là 2,3 nha mọi người. Quý sẽ bơm của thử là nó sẽ tốc độ nó nhanh hay chậm của chú chị ha. Đây, bấm nút này nè mọi người, bên phải ha. 2,45 2,45 hạ xuống 2,4 2,35 2,30 rồi. Ok. Nó lên rất là nhanh luôn, có chút gì ha. Đó, mọi người thấy ha. Rất là nhanh. Nói chung là nó hơi ồ một chút có chút gì nhưng mà không sao. Đó, mọi người thấy ha. 2,3. Tốc độ rất là nhanh luôn. Bị bánh xe của quý á, lúc nãy á, là trên cái cửa của chú chị, nó để là 2,3.
giờ anh bơm cái 2.3, nhưng mà vừa rồi quý bảo dưỡng ở trên Toyota là họ bơm bánh sau là 2.4. Nhiều lúc xe của quý á, mọi người biết sao không? Là hay chở khách đủ đủ ghế 7 người, 6 người, 7 người thì cũng hơi nặng, cho nên bây giờ quý sĩ bơm 2.4 như lúc đầu bên Toyota luôn nha mọi người. Quý sĩ test lần nữa nha. 2.4 là tăng lên nè. 2.35 nè. 2.4 nè. Rồi. Lên rất là nhanh luôn, đúng chị. 2.4. Ok mọi người ha. Rồi, ok. Ok thì giờ mình sẽ tháo này ra ha mọi người. Đó mình dặn ra thôi, rất là nhanh luôn mọi người. Đấy, cô chú chị thấy ha. Rồi mình dặn nó quay lại thôi cô chú chị. Nó vừa bơm mà nó vừa đo áp suất lớp cho mình luôn cô chú chị. Nói chung là xe của quý là chưa có gắn áp suất lớp à mọi người ha. Thì chắc là thời gian tới quý cũng kiếm tiền để mình gắn áp suất lớp cô chú chị. Trước khi mà mình di chuyển xa, đặc biệt là đi những cái đoạn đường đèo, đường dốc hoặc là đường cao tốc, thì mình nên dùng cái máy này mình đo áp suất lớp luôn nha mọi người ha. Hoặc là mình đi đến những cái trạm cực chân nào mình nghỉ ngơi thì tốt nhất là mình nên kiểm tra lớp, và sau đó là làm siêu thì mình kiểm tra áp suất lớp cho đi còn an toàn của chị ha. Thì xe ô tô thì mọi người cũng biết rồi, nó rất là khó hư, nhưng mà những cái lặt vặt mọi người như là lớp xe này kia là mình nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mình đi xuyên suốt hành trình của chú chị ha. Giờ thì quý sẽ lấy những ốc này ra, quý sẽ cho mọi người xem cũng như là mình thao tác khi mà mình dùng những ốc này cho mọi người nha. Rồi, Caramel Vegan nè. Ví dụ như là cái lớp xe của mình khi mà bị vít đâm á mọi người, vít ba kia đâm á ha, như đâm ngay vị trí này đi, thì mình có kê thể cậy ra là quý ví dụ ha, đây là chỉ là cái cục đá nhỏ thôi, nhưng mà ví dụ nó nằm ngay vị trí này thì mình sẽ cậy ra nè. Đó, sau đó là mình sẽ dùng cái con ốc này đây mọi người, mình gỡ ra nè cô chú chị, nó có nắp chặn như thế này, mình gỡ ra nè. Sau đó là mình sẽ dùng vít ba kia cô chú chị, vít ba kia là của quý ha, quý mang theo thôi, còn khi mình mua là chỉ con ốc này thôi. Con ốc này nó có hai loại nha mọi người, ốc size lớn, size nhỏ nha. Nếu cái lỗ của mình mà vít ba kia nó bị đâm vô lớp mình mà nhỏ thì mình sẽ dùng ốc nhỏ nè. Đó, sau đó là mình sẽ đút vô cái lỗ của bị lủng rồi cô chú chị, mình dặn ha mọi người, mình dặn cho nó sát luôn nha cô chú chị ha, dặn cho nó sát vào luôn. Là sau đó là mình sẽ dùng cái máy này mình bơm lên, là mình sẽ đi tạm thời một thời gian của chú chị. Nói chung là bạn bè của quý đã dùng thử công ốc chích có hỗ trợ keo dán này mọi người, thì anh em chia sẻ là rất là bền đó, cho nên là quý cũng mua thêm mấy con ốc này để mình xi cua, để mình đi đường cho nó an toàn hơn của chú chị. Thì mình mua máy này thì nó chỉ qua 100.000 thôi nha mọi người, nó rất là gọn ha. Như mọi người thấy lúc nãy quý mỗi trên cái cốp xe của quý rất là gọn ha. Đó, nó cũng tầm 15 phân mọi người, ngang 15 phân. Đó, vuông luôn nha mọi người nha, cứ ngang 15 phân và cao cũng 15 phân luôn mọi người, rất là gọn, mình bỏ đâu cũng được, bỏ cốp xe cũng được cô chú chị. Đó, mình nên mua những cái con ốc này, nó chỉ là 2-3.000 một con thôi. Mình sẽ dùng con ốc này, mình sẽ giá tạm thời. Đó, khẩn cấp cô chú chị. Nếu mà mình đi một thời gian mà nó có thể là nó không xì lâu dài thì mình có thể làm dùng luôn. Còn khi nào mà mình muốn an toàn hơn nữa thì mình sẽ đi đến cái nơi mà quá vỏ của chú chị, mình sẽ quá vỏ của chú chị ha. Bởi vậy cho nên quý thấy cái thiết bị này nó rất là hữu ích, nó rất là hay. Cho nên là quý khuyên của chú chị nào mà có xe ô tô thì mình nên sắm một thiết bị này cho mọi người nha. Rồi, thì bây giờ đến đây quý cũng chia sẻ với chú chị là một thiết bị rất là hữu ích, cầm cho những ai mà đang đi ô tô. Cho nên là quý muốn chia sẻ với mọi người ha. Giờ thì có điều quý xin làm dừng lại video tại đây nha. Quý cảm ơn mọi người đã xem video của quý trong thời gian qua, và cô chú chị cũng đón xem video kế tiếp của em quý ha. Nếu cô chú chị cảm thấy yêu mến em quý thì hãy cho em quý một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ để quý có động lực ra nhiều video hơn chia sẻ với cô chú chị nha. Giờ thì quý xin chào cả nhà.